điều tra vụ người nhà bệnh nhân tấn công bác sĩ ở Hải Phòng. Xét xử giám đốc người Trung Quốc sát hại nữ kế toán đang mang thai. Nam thanh niên bị nước lũ cuốn trôi trước ngày cưới. Thanh Hóa, cầu treo ngập lụt hơn 200 người dân ở bản mạ bị cô lập. Thanh niên 18 tuổi bị bắt khi đang vận chuyển sọc bánh heroin. Xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi kênh youtube của Báo Việt Nam Plus. Vừa rồi là một số thông tin chính sẽ có trong chương trình, còn bây giờ là nội dung chi tiết. Ngày 23 tháng 9, đại diện Công an huyện Tiên Lãng, Hải Phòng cho biết đơn vị đang phối hợp với Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, cơ quan chức năng lập hồ sơ xử lý đối tượng tấn công bác sĩ tại Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng vào đêm ngày 15 tháng 9. Trước đó vào hồi 21 giờ 40 phút ngày 15 tháng 9, Tại Khoa Ngoại sản, Trung tâm Y tế huyện Tiên Lãng đã tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nam bị tai nạn giao thông, được xe cấp cứu tư nhân chuyển đến, không có người nhà đi cùng. Bệnh nhân tên Trịnh Văn Ca, sinh năm 1996 ở xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, nhập viện trong tình trạng tái da, niêm mạc nhợt, thở khó khăn. Kiểm tra tại chỗ cho thấy cơ thể có nhiều vết thương. Qua đánh giá tình hình bệnh của bệnh nhân nặng và nguy hiểm tính mạng, trung tâm y tế Tiên lãng đã tiến hành cấp cứu cho bệnh nhân, đồng thời bật báo động đỏ, hội trần toàn viện. Qua hội trần, hội đồng chuyên môn đánh giá bệnh nhân hôn mê, tiền lượng nặng và nguy kịch. Đến 21 giờ 57 phút, bác sĩ Vũ Duy Dũng gọi bệnh viện Kiến An hỗ trợ. Được bệnh viện này thông báo, hiện xe cứu thương đang đón bệnh nhân ở trung tâm y tế Kiến Thụy, dự kiến khoảng 60 phút mới về trung tâm y tế Tiên lãng đón bệnh nhân đường. Ngay sau đó, bác sĩ Dũng gọi kiếp cấp cứu 115 và báo cáo tình hình bệnh nhân, kiếp cấp cứu 115 nhất trí về đón bệnh nhân. Khoảng 22 giờ, người nhà bệnh nhân đến trung tâm y tế, bác sĩ Hoàng Văn Luất, trực cấp cứu và bác sĩ Dũng đã giải thích cho gia đình biết là tình trạng bệnh nhân quá nặng và nguy kịch, đang chờ kiếp cấp cứu 115 trên đường về đón bệnh nhân, đồng thời bảo người nhà sang phòng trực để làm hồ sơ bệnh án. Khoảng 22 giờ 10 phút có hai nam giới, tầm trung niên là người nhà của bệnh nhân liên tục đứng ngoài phòng cấp cứu chửi bới, nhục mạ, xúc phạm và đe dọa đánh kiếp trực. Một trong hai người đã xông vào tấn công bảo vệ nhưng anh này tránh được. Người nhà bệnh nhân còn xông vào đe dọa tấn công bác sĩ Dũng. Thấy vậy, bác sĩ Luất ở đó đã giải thích yêu cầu người nhà phối hợp cứu bệnh nhân thì bị hai người này lao vào ra tay. May mắn bác sĩ Luất đã tránh được. Khoảng 22 giờ 50 phút, bệnh nhân có dấu hiệu ngừng thở, ngừng tim và kiếp trực đã tiến hành cấp cứu. Khoảng 23 giờ, khi kiếp cấp cứu 115 về tới Trung tâm Y tế Tiền Lãng để đón bệnh nhân lên tuyến trên, bác sĩ Luất đã ra trao đổi tình hình bệnh nhân với kiếp cấp cứu. Bất ngờ, người nhà bệnh nhân lại lao đến tấn công bác sĩ Luất. Bác sĩ Luất cố gắng lấy điện thoại để gọi công an, nhưng một số người nhà bệnh nhân tha thiết xin tha thứ nên bác sĩ Luất không gọi công an nữa. Khoảng 10 phút sau, bệnh nhân đã tử vong. Khi bác sĩ luất đi xuống tầng 1 thì tiếp tục bị đối tượng kia tấn công, nhưng rất may đã được người nhà giữ đối tượng lại. Được biết, hai đối tượng tấn công các bác sĩ là chú của nạn nhân, Trịnh Văn Ca. Nguyên nhân vụ tấn công được cho là do thấy cháu bị tai nạn giao thông dẫn đến tử vong, người chú của nạn nhân đã xông vào động tay động chân với bác sĩ vì cho rằng không được cấp cứu kịp thời. Liên quan đến vụ nữ kế toán đang mang thai bị sát hại dã man, ngày 23 tháng 9, Tòa Nhân dân tỉnh Bình Dương đã đưa ra xét xử Yang Yongwu, quốc tịch Trung Quốc, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Vinh Luận. Vụ án này xảy ra vào ngày 29 tháng 3 năm 2023 tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Vĩnh Nhuận có trụ sở tại phường Khánh Bình, thị xã Tân Uyên, nay là thành phố Tân Uyên. Bị cáo trong vụ án là Yang Yonghu, sinh năm 1976, quốc tịch Trung Quốc, là giám đốc công ty. Bị hại là chị Lý Thị M, sinh năm 1993, là kế toán của công ty. Thời điểm đó, vụ án này gây rúng động dư luận vì chị M bị Yang Yonghu sát hại rất dã dạ man khi đang mang thai. Phiên tòa có rất đông người thân của bị cáo và gia đình bị hại tham dự. Tại tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuy nhiên, bị cáo cho rằng chị M làm không chứng từ, sổ sách để chiếm đoạt số tiền của công ty nên bị cáo quá bức xúc dẫn đến không kiềm chế được hành vi. Còn phía gia đình bị hại thì phản ứng gay gắt vì cho rằng thời điểm đó bị hại đã cố van xin nhưng bị cáo vẫn cố tình sát hại chị M đến cùng. Sau phần xét hỏi, hội đồng xét xử đã thông báo tạm ngừng phiên tòa để bổ sung hồ sơ chứng cứ, nguồn gốc số tiền hơn 800 triệu đồng có trong người khi bị cáo bỏ trốn. Dự kiến phiên tòa sẽ xét xử lại vào cuối tuần này. Theo cáo trạng, vào 16 giờ ngày 29 tháng 3 năm 2023, Yang Jung Hu đi vào văn phòng công ty gặp chị M để nói chuyện. Sau đó hai người này xảy ra cự cãi do Yang Jung Hu nghi ngờ chị M làm khống chứng từ sổ sách để chiếm đoạt tiền của công ty. Trong lúc nói chuyện, Yang Jung Hu tấn công chị M bằng dao. Mặc dù chị M vùng dậy bỏ chạy nhưng Yang Jung Hu vẫn đuổi theo cho đến khi chị M tử vong. Sau khi gây án, Yang Jong-ho điều khiển xe ô tô bỏ trốn. Khi đến khu vực vườn cao su cách hiện trường khoảng 10 km thì bỏ xe lại và đi bộ ra ngoài đường đón xe ô tô tàu thoát theo hướng tỉnh Gia Lai đến khuya ngày 30 tháng 3 năm 2023 do được sự vận động của người thân và gia đình. Yang Yongu đã đến công an phường Phú Đồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Chỉ còn vài ngày nữa là đến đám cưới, nhưng một nam thanh niên ở Thanh Hóa đã không may bị nước lũ cuốn trôi khi đang trên đường chờ cháu đi học. Vụ việc thương tâm khiến ai nấy đều không khỏi xót xa. xa. Sáng ngày 23 tháng 9, lãnh đạo ủy ban nhân dân xã Xuân Hòa, huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết, khoảng 5 giờ 30 phút cùng ngày, trên địa bàn xảy ra vụ nam thanh niên bị nước lũ cuốn trôi khi đang trên đường chở cháu đi học. Thời điểm trên, nam thanh niên 21 tuổi, chưa rõ danh tính, quê ở xã Thanh Hòa, huyện Như Xuân, dùng xe máy chở cháu gái xuống đường dân tộc nội trú huyện Như Xuân học khi đi qua đập tràn C3 trại giam Thanh Lâm. Do rêu trên mặt tràn trơn, hai chú cháu trượt ngã xuống khe nước chảy xiết. Đúng lúc này, một thầy giáo đi phía sau nhảy xuống cứu được bé gái, còn nam thanh niên bị nước cuốn tử vong. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Xuân Hòa, bé gái đã qua cơn nguy kịch, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Nam thanh niên được tìm thấy bàn giao cho gia đình vào khoảng 8 giờ cùng ngày. Lãnh đạo xã Xuân Hòa chia sẻ, nam thanh niên biết bơi nhưng vì đang mặc áo mưa, nước chảy xiết nên không thoát được. Thanh niên này vừa in xong giấy mời, đang chuẩn bị tổ chức đám cưới trong tháng này thì xảy ra sự việc đau lòng. Những ngày qua, mưa lớn ở Thanh Hóa đã khiến nước sông dâng cao, câu treo vào bản du lịch cộng đồng ở huyện Thường Xuân bị ngập sâu. 50 hộ dân với hơn 200 nhân khẩu tại đây cũng đang bị cô lập. Thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và gió mùa đông bắc, từ đêm ngày 21 đến sáng ngày 23 tháng 9, trên địa bàn huyện này có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa đo được phổ biến từ 200 đến 250 mm. Mưa lớn từ thượng Lào đổ về kèm theo hồ cửa đạt xả lũ đã gây ngập lụt tại các xã vùng thấp như Xuân Cao, Thọ Thành, Xuân Dương, Ngọc Phụng, thị trấn Thường Xuân. Ngoài ra mưa lớn, nước sông suối lên cao, đập tràn ngập sâu chảy xiết, nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt. Đặc biệt, nước lũ trên sông Chu dâng cao khiến cầu treo bắc vào bản mạ thị trấn Thường Xuân bị ngập sâu hai bên đầu cầu, 50 hộ dân với 200 nhân khẩu của bản này bị cô lập. Lãnh đạo phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Thường Xuân cho biết hiện bản mạ vẫn an toàn. Đây là bản du lịch, người dân vẫn tự chủ được việc sinh hoạt, lương thực hàng ngày. Chỉ có giao thông qua cầu bị chia cắt, hồ chứa nước, cửa đạt đang thực hiện xả với lưu lượng 2.200 m2 trên một giây. Để đảm bảo cho người dân, các cán bộ của địa phương phải túc trực 24 trên 24 giờ tại các khu vực ngập lụt, ngập tràn. Đặc biệt, chúng tôi kiểm soát rất chặt chẽ, không cho người dân vào rừng làm việc trong những ngày này. Cũng theo vị lãnh đạo, do địa hình phức tạp bị chia cắt mạnh từ trưa đến dạng sáng ngày 23 tháng 9, Địa phương đã sơ tán 273 hộ dân với 1.057 nhân khẩu đến nơi an toàn, đồng thời tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn trên địa bàn thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ. Mới đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án tại xã Núa Ngam, huyện Điện Biên, bắt giữ hai đối tượng và thu giữ 6 bánh heroin. Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phát hiện đối tượng vừa A Thơm, sinh năm 2006, trú tại xã Bản Hồi Tranh, xã Na Tông, huyện Điện Biên, có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động phạm tội về ma túy kết hợp giữa các tài liệu trinh sát và thông tin trao đổi qua đường dây nóng giữa công an tỉnh Điện Biên và công an Lào, các trinh sát đã xác định được đối tượng vừa A Thơm thường xuyên xuất cảnh sang Lào để móc nối với các đối tượng tại Lào để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Trung tuần tháng 9 năm 2024, từ nhiều nguồn tin và tài liệu, trinh sát đã khẳng định đối tượng vừa A Thơm đã đặt mua số lượng lớn heroin của đối tượng người Lào mang về Việt Nam cất giấu và chờ thời cơ mang đi tiêu thụ. Ban chuyên án đã triển khai 10 tổ công tác, huy động gần 100 cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị trong công an tỉnh và công an huyện Điện Biên theo sát và mật phục tại các cung đường, địa điểm và đối tượng có thể đi qua. Hồi 17 giờ 50 phút ngày 22 tháng 9 tại khu vực bản Ten Núa, xã Núa Gam, huyện Điện Biên, ban chuyên án đã bắt giữ thành công đối tượng vừa A Thơm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy khi đối tượng đang trên đường vận chuyển số ma túy trên đi tiêu thụ. Vật chứng thu giữ gồm sau bánh heroin, một điện thoại di động và một xe máy. Mở rộng điều tra vụ án, cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra đã bắt giữ đối tượng Lầu A Sùng sinh năm 2008, trú tại bản Từ Sa Bê, xã Phi Nhờ, huyện Điện Biên Đông về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Trong ngày 23 tháng 9, tại Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã đến động viên chúc mừng và khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trong việc triệt phá thành công chuyên án. Theo quyết định của Cục trưởng Cục Đường Bộ Việt Nam, dự án khắc phục hậu quả thiên tai tại cầu Phong Châu Phú Thọ sẽ được triển khai theo lệnh khẩn cấp với kinh phí tạm tính 9,13 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước nguồn kinh phí này được chi cho công tác trục vớt sắc cầu và phương tiện giao thông bị chìm đắm đồng thời chi cho việc phân luồng đảm bảo giao thông bố trí người chốt trực cục đường bộ giao sở giao thông vận tải tỉnh phú thọ làm đơn vị thực hiện dự án làm thủ tục chỉ định nhà thầu thi công quản lý tiến độ chất lượng dự án về phương án thi công trục vớt thứ nhất các phương tiện bị chìm nằm ngoài nhịp dàn thép sẽ được trục vớt ngay, đưa về gần bờ và được nâng nhấc vào bãi tập kết bằng cần cầu chuyên dùng 150 tấn. Thứ hai, với các phương tiện bị kẹt trong dàn thép không thể trục vớt ngay, đơn vị thi công sẽ dùng cần cầu 400 tấn đặt trên bờ và hai tàu có lắp trục vớt để nâng nhấc dàn thép lên khỏi mặt nước, cắt từng nhịp. Tàu lai rắt sẽ đưa từng nhịp dàn thép vào bờ và dùng cần cầu chuyên dùng 150 tấn trên bờ nâng nhấc đặt vào khu vực bãi tập kết. Quá trình cắt các nhịp dàn thép, đơn vị thi công cũng đồng thời đưa phương tiện kẹt bên trong ra ngoài và kéo vào bờ. Thứ ba, với nhịp dàn thép và phương tiện bị bồi lấp sâu dưới lớp cát, phù sa, đơn vị thi công sẽ sử dụng vòi xối hút để loại bỏ lớp cát, phù sa, bồi lấp trước khi trục vớt. Thứ tư, với bê tông mặt cầu, trụ cầu, cọc, bệ mố chìm dưới nước, nhà thầu sẽ dùng cần cầu 400 tấn đặt trên bờ và hai tàu có lắp trục vớt để nâng nhấc lên mặt nước. Phần bê tông nhô lên đến đâu? máy xúc lắp đầu đục bê tông đặt trên tàu sẽ phá rỡ đến đó. Đối với phần trụ cầu T7 bị đổ không thể phá rỡ, lai dắt nên cục đường bộ chưa tính toán kinh phí xử lý. Trước mắt nhà chức trách sẽ thả phao cảnh báo an toàn giao thông thủy, chờ đến khi nước rút sẽ khảo sát tìm phương án phá rỡ. Trước đó ngày 9 tháng 9, cầu phòng Châu Phú Thọ bất ngờ bị đổ sập xuống sông Hồng khi trên cầu có nhiều người và phương tiện đang di chuyển. Đến nay lực lượng chức năng mới tìm được 4 nạn nhân. Sáng ngày 23 tháng 9 tại Văn Miếu Quốc Tử Giám, câu lạc bộ nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội phối hợp với Trung tâm hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám đã tổ chức triển lãm ảnh Hà Nội trong tôi năm 2024 với chủ đề Hà Nội vươn mình bứt phá. Đây là sự kiện hướng đến chào mừng 75 năm ngày giải phóng thủ đô ngày 10 tháng 10 năm 1954, ngày 10 tháng 10 năm 2024 với chủ đề Hà Nội vươn mình bứt phá, triển lãm ảnh Hà Nội trong tôi lần thứ 19 năm 2024 giới thiệu tới công chúng 80 bức ảnh sinh động là những thước phim tư liệu quý giá ghi lại những thời khắc lịch sử, những cột mốc đáng nhớ và thành tiệu rực rỡ của Hà Nội sau 70 năm giải phóng. Qua đó, công chúng có thể cảm nhận rõ nét một Hà Nội anh hùng và hào hòa, một Hà Nội bứt phá và giàu bản sắc văn hóa, một Hà Nội vươn mình hội nhập với khu vực và thế giới. Triển lãm ảnh Hà Nội trong tôi lần thứ 19 năm 2024 được chia làm 3 phần. Phần 1, Hà Nội thủ đô anh hùng. Phần 2, Hà Nội trên đường đổi mới. Phần 3, Hà Nội bứt phá hôm nay. Phần 1, Hà Nội thủ đô anh hùng là những hình ảnh tư liệu ghi lại những năm tháng hào hùng, những mốc so lịch sử của Hà Nội kể từ thời điểm giải phóng thủ đô ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954 đến năm 1975. Đó là những tác phẩm như Phó Chủ tịch Ủy ban Quân chính Hà Nội Trần Duy Hưng từ Việt Bắc về tiếp quản thủ đô ngày mùng 10 tháng 10 năm 1954, hàng vạn người dân Hà Nội ra đường chào đón đoàn quân chiến thắng về giải phóng thủ đô. Nụ cười chiến thắng là không khí quân và dân Hà Nội ra sức thi đua lao động sản xuất, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và chỉ viện sức người, sức của cho miền Nam với tinh thần, tất cả cho tiền tuyến. Là những hình ảnh trong 12 ngày đêm khói lửa mà quân và dân Hà Nội đã làm nên chiến thắng lịch sử Hà Nội điện biên phủ trên không. Phần 2, Hà Nội trên đường đổi mới là những tác phẩm tập trung vào giai đoạn từ năm 1975 đến năm 2008 tại Hà Nội. Đó là khung cảnh hân hoan phấn khởi của lễ meeting chào mừng giải phóng miền Nam tại quảng trường cách mạng tháng 8, ngày 1 tháng 5 năm 1975, là dịp khánh thành đoàn tàu thống nhất Bắc Nam tại ga Hà Nội năm 1976, là công cuộc đổi mới sản xuất tạo điều kiện cho kinh tế, hàng hóa phát triển của thành phố từ năm 1986 hay những khu đô thị mọc mới được hình thành, làm thay đổi diện mạo của thủ đô, góp phần tăng trưởng kinh tế, tạo lập môi trường đô thị với điều kiện sống hiện đại của người dân trong những năm 2000. Phần 3, Hà Nội bứt phá hôm nay là hình ảnh về thủ đô Hà Nội văn hiến, văn minh hiện đại ngày hôm nay. Ở đó những tác phẩm như Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, Hà Nội lung linh về đêm, Hà Nội định hướng phát triển trở thành đô thị xanh, văn hiến, văn minh hiện đại, giúp công chúng có thể hình dung, ngắm nhìn sự phát triển kinh tế xã hội vượt bậc của Hà Nội hôm nay những tác phẩm hà nội thành phố vì hòa bình hà nội trở thành điểm đến hấp dẫn du khách quốc tế hà nội điểm đến yêu vẻ đẹp lung linh của hầm thủy cung trên cầu đi bộ phố trần nhật duật giúp người xem cảm nhận được bản sắc văn hóa của một hà nội phát triển và hội nhập với nhiều chính sách phát triển công nghiệp văn hóa thủ đô đang dần được cụ thể hóa nhiều không gian văn hóa sáng tạo ngày càng phát triển đánh giá cao về chất lượng các tác phẩm nhiếp ảnh trong triển lãm chủ tịch câu lạc bộ nhiếp ảnh gia người cao tuổi hà nội chia sẻ các tác phẩm trong triển lãm ảnh Hà Nội trong tôi lần thứ 19 đã phản ánh chân thực thành tựu nổi bật của thành phố Hà Nội đã đạt được sau ngày giải phóng thủ đô và sau lần thực hiện mở rộng địa giới hành chính trên lĩnh vực về phát triển kinh tế xã hội, quản lý đô thị, củng cố an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng bộ thành phố với hệ thống chính trị các cấp. Qua đó góp phần nâng cao vị thế, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp phát triển thủ đô với các địa phương trong cả nước và bạn bè quốc tế khi thăm thủ đô. Cuối bản tin là một số cập nhật về tình hình thời tiết. Theo cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, từ tháng 10 đến tháng 12, biển Đông có khả năng đón nhiều cơn bão áp thấp nhiệt đới hơn mọi năm, trong đó số cơn bão đổ bộ vào đất liền tập trung nhiều ở khu vực trung bộ và các tỉnh phía nam. Trong những thông báo trước đây, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự đoán hiện tượng Enso có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất 60-70% đến từ tháng 9. Tuy nhiên, trong bản tin mới nhất về dự báo mùa, cơ quan này cho biết hiện tượng Enso vẫn đang trong trạng thái trung tính. Từ tháng 10 đến tháng 12 có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất 60 đến 70%. Dưới trạng thái La Nina, từ tháng 10 đến tháng 12, hoạt động của bão áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện ở mức sấp xỉ đến cao hơn trung bình nhiều năm, từ 4 đến 5 cơn. Trong đó, số cơn đổ bộ vào đất liền có thể cao hơn so với trung bình nhiều năm và tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và các tỉnh phía Nam. Đề phòng khả năng bão áp thấp nhiệt đới hình thành ngay trên khu vực Biển Đông. Chính vì vậy, trong thời điểm này, vùng ven biển các tỉnh khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Bộ cần lưu ý đề phòng sóng lớn kết hợp với nước dâng do ảnh hưởng của bão hoặc áp thấp nhiệt đới, nguy cơ cao gây sạt lở bờ sông bờ biển. Ngoài ra, tháng 10 đến tháng 12 năm 2024, do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc, độ cao sóng ở khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ, trên khu vực Bắc và giữa Biển Đông có thể đạt trên 4 mét biển động mạnh. Từ nay đến tháng 12 năm 2024, tại khu vực ven biển Đông Nam Bộ xuất hiện 7 đợt triều cường, đợt 1 từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 10, đợt 2 từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 10, đợt 3 từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 5 tháng 11, đợt 4 từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 11, đợt 5 từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 6 tháng 12, đợt 6 từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 12, đợt 7 từ ngày 29 tháng 12 đến ngày mùng 4 tháng 1 năm 2025. Mực nước lớn nhất tại trạm Vũng Tàu trong giai đoạn này có thể đạt 4,3 mét. Trong khoảng thời gian từ 14 đến 16 giờ ngày 17 tháng 11, các vùng trũng thấp ven sông và vùng ngoại đề bao khu vực ven biển phía đông Nam Bộ có khả năng ngập úng. Không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 11 đến tháng 12 năm 2024, trong đó hiện tượng rét đậm ở Bắc Bộ có khả năng xuất hiện từ nửa cuối tháng 12, tương đương so với trung bình nhiều năm. Mùa mưa tại khu vực Trung Bộ có khả năng tập trung chính vào tháng 10 đến tháng 11 năm 2024 và kết thúc muộn hơn bình thường giống như mùa mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ, khoảng nửa cuối tháng 12 năm 2024. Ông Mai Văn Kiêm, giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia thông tin, La Nina xuất hiện đúng vào mùa mưa bão ở miền Trung nên tình hình mưa bão ở khu vực này có khả năng diễn biến sẽ có nhiều phức tạp đặc biệt, nguy cơ lượng mưa nhiều lớn hơn bình thường ở ven biển trung bộ làm tăng nguy cơ lũ lụt và ngập lụt đô thị, với lượng mưa gia tăng, nguy cơ lũ quét sạt lở đất cũng tăng, nhất là vùng núi cao nơi có tính chất đất không ổn định. Thông tin vừa rồi cũng đã kết lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.